Hello, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một cái game Lucky Union. Tôi tường thuật về cái game này thì chúng ta đánh game cũng được, hoặc là chúng ta ấp trứng, hoặc là chúng ta nghiên cứu, đúng không? 11 tiếng nữa ấp trứng để chúng ta có thể đầu tư, đúng không? Hoặc là chúng ta đợt này chúng ta form cái con này L99 này, đúng không? Thế chúng ta vào trong cái ông già đầu tư để chúng ta xem nhé. Đấy, con này là nền tảng Metaverse này, game NFT này. Cái con này có app đây này, chúng ta vào cái app này lập tức là chúng ta đấu nối với lại MetaMask nhé. Lát nữa thì chúng ta sẽ được học. Đó. Thứ hai nữa là cái link ngắn của tôi Bitly game ông già đầu tư đây, để đây về bang chủ là ông già đầu tư mua tại Pancake với cái vẽ cái ví như này. Chúng ta check cái YouTube này là chúng ta cũng có được rất nhiều các thông tin. Này mới thôi, mới được 10 ngày thôi nhé. Thứ hai check Market Watch này, nó đưa ra các cái thông tin này, đấy là hàng hiệu nhé, đấy Win, nó rất rất nhiều NFT, Metaverse đây nó đấu nối rồi, đấy là cái mà chúng ta làm. Thứ hai nữa là Yahoo Finance nó cũng bắt đầu đăng cái bài này, đúng không? Cũng là rất là thực tế. Thứ ba nữa là tại IAN TV đó, bọn này sẽ làm đó, chơi game Lucky. Thì đây là cái mà chúng ta sẽ được học và chúng ta nghiên cứu về trải nghiệm L99. Còn nếu mà chúng ta mà vào coin market cap, nếu mà chúng ta không không đánh game thì chúng ta vào cho bắt đầu gom con này nhé, L99 đó, L99 này. Này đấy, 6% rồi đúng không? Market của chúng ta nó hiện tại nó đang để ở Pancake Swap, đúng không? Chúng ta đấu nối với Pancake Swap, ví dụ Pancake Swap đây mà chúng ta để vào Pancake Swap, cài đặt vào Chrome này. Đây là cái đầu tiên để chúng xem đấy, vào nhóm ông già, phay ông già vào nhóm này để chúng ta được hỗ trợ đấy. Thì bây giờ chúng ta phát triển cái game này đó, ok.